Nhớ hồi tháng trước tôi đi dự thi tiên hát truyền hình, cố gắng hết mình mới vào được đến vòng hai. Xa chạy cao bay nên thoát khỏi cửa tử thần, cũng tại nhiệt tình nên liều mình thi đại, chẳng ngại chi thất bại đôi lần, bằng cả niềm tin sức mạnh tinh thần. Dẫn chuyện tôi tận là đứng lên sân khấu cho hoài, ca chẳng bằng ai nhưng tôi có lòng hâm mộ, học hỏi anh em và bè bạn xa gần, kỹ thuật phát âm nhã chữ nhẹ nhàng, tìm hiểu nhịp đàn lên ca chẳng kém ai. Nhưng thật tiếc thay, nói càng thêm tức, ca rớt lòng tôi bức rứt vô cùng, nghĩ phát nổi sùng gặp dịp không may. Ca bản nam ai mà lại lộn phụng hoàng, nhịp chẳng vững vàng của ca càng ca lại, đàn đi một nẻo tôi chạy một đường, cổ nồi cân xanh chứ chẳng phải thường. Cứ thế mà bường thiên đàn dứt thì tôi nâng, biết mình đã sai ta chân rung lập cập, còn trái tim tôi nó thì nhau mà đập. Bởi vậy người ta nói đi thi thật là quá khó, chịu rất nhiều lần mới có thành công. Đi rạch đi sông đâu biết biển lớn thế nào, đi mưa mới thấy lạnh lạc đường mới sợ ma. Bởi vậy ông cha ta có nói câu này, không thầy chỉ dạy đâu mày làm nên. Rồi một tháng sau tôi tiếp tục đi thi tiếng hát công đoàn, nhưng ca cũng chẳng có tròn, cái giọng ca lòn không còn hiệu lực. Ca rất lần này tôi càng bực nhiều thêm, giọng chẳng được êm phát âm thì ngọng nghêu. Ca rất lần này phải đành cam chiều, cũng tại vì mình qua hông hát khỏe khoang, tư tưởng chủ quan tự cao tự đại, nghĩ rằng mình hay không cần ai chỉ dạy. Chọn những bài ca của ban giám khảo, tin chắc lần này sẽ đạt giải cao. Không hiểu tại sao bị chấm rớt ra rìa, nên anh ôm hận ra về gấp đâu. Đậu rớt đi thi là lẽ thường tình, yếu thì ráng học, dở thì luyện thêm.